Bữa nay tôi dắt mọi người tham quan cái đảo Khi Đột mà trước đó đi coi cái trại giam ngày xưa. Đây là trại giam Kinh Làm thứ 7. Biết sao ba tôi rảnh trại giam không? Tại hồi đó ba tôi từng bị nhốt vô cái trại giam này nè. Đó ba với bà nội đi thăm người quen, tức là em của ba tôi bị nhốt trong đây như đi vượt biên á. Rồi đang thăm nữa chừng cái tối tối ổng đi vòng vòng trại giam tham quan rồi sao bị bắt vô luôn. Người ta quy trọng cái tội là giả bộ đi ngang kiểu như muốn cứu phạm nhân á. Người ta tra hỏi cái chừng 2-3 ngày mới thả ra mà không có bị hành hình, chỉ là đe dọa để đinh sắt ở trên bàn thôi. Rồi cảm thấy ba tôi nói thiệt không có nói dốc mà mới thả ra ngoài. Rồi mấy người đi vượt biên bị nhốt trong này 2 năm sau người ta cũng thả ra ngoài luôn. Rồi có người hỏi sao mặt con dễ nó chạy chỗ thấy ghê vậy, thì bữa đi bác sĩ thú y đó. Nó sợ nó quản sao đút cái mỏ nó ra ngoài vali rồi cắt trúng lỗ mũi, cắt trúng con mắt. Đây, khu rừng rất là nhiều khỉ, người ta kêu là hồ hoa mai. Mà tôi vô không thấy cái hồ đựng hoa mai nào hết trơn, hình như chắc mai là khỉ đó, cho nên người ta kêu là hồ hoa mai hay sao vậy. 5 giờ chiều là mày thấy khỉ xuất hiện rồi. Đâu có cần 5 giờ chiều, mới có 1-2 giờ trưa xuất hiện giữa lộ chặn đường xin ăn. Trời đất ơi. Mẹ bồng con chặn đầu xe xin ăn. Kìa nó cũng mẹ nó ôm con nè. Đẻ cho cố xác vô rồi sanh một giường khỉ. Trời ơi. Ủa mèo triệt sản khỉ nó không triệt sản nữa trời. Mèo. Mè. Trời tội nghiệp nó đói trời. Đâu có nghĩ đi vô cái vườn khỉ đâu, mới đầu tính đi vô Cần Thơ rồi sẵn tiện thôi chạy tuốt đây luôn. Ví vô đây sớm mua cho tụi nó mấy cái quầy chuối, có con quỷ bự nó hổ báo lắm á. Cho con nào gần nó gượt tán ta đó. Khỉ đây không triệt sản nha. Xin sợ đó. Con này dữ, quá dữ. Ừ, cho người ta nó lại nó giật, nó đang trên đó kìa. Dại. Thứ gì vậy trời? Sức mạnh mà. Cho con vẽ ra tán hết tụi mày bây giờ. Mày. Con mẹ nó đang bồng con. Hai con mẹ luôn, con mẹ bên kia nữa. Con quỷ nó lụm người ta không mất dạy. Đó. Dành nó chen nó chạy. Dành nó chen chỗ nó kìa. Rồi con chạy. Khi mà tôi coi kỹ cái bản là động vật hoang dã, tức là mấy con này người ta nuôi thả rông là cho nó sinh sôi nảy nở bình thường luôn. Chắc là cái loài khỉ này nó sắp bị tuyệt chủng hay sao mà không thấy ai triệt sản hết trơn. Rồi nó đẻ sinh sôi nảy nở đông quá rồi có đủ đồ ăn không ta? Mai. Ôi ơi, hai mẹ con kìa. Còn cái miếng bánh này kìa. Mẹ con miếng bánh này. Mai. Bánh này kìa. Đề phòng. Trời ơi. Ba để trên cây. Ở khu này gọi là Hồ Hoa Mai gần U Minh nha bà con. Có ai đi chỗ này chưa? Nếu mà có đi nhớ đem theo nhiều trái chuối hay là bánh trái cho mấy con khỉ ăn nha. Tôi thấy nhiều con nó đói cực kỳ. Nó chặn đầu xe. Nó nhắm coi người nào cho nó ăn, nó đậu lại nó xin, rồi nó kéo bầy lại mà nhiều con hung dữ, đó nhào ra đó. Có bánh. Con khỉ con nó đang ôm bụng khỉ mẹ, nó lớn dữ lắm mà vẫn còn ôm mẹ ha. Mà tụi này nó lanh chanh mà lóc chóc liên tưởng tới con dẻ luôn trời. Có khi nào con dẻ nó cũng họ hàng với khỉ không? Cái cử chỉ, cái hành động mà nhìn rồi kênh kênh, ít thịt con dẻ. Không có dám bắt con dẻ ra. Vì đây là khu vực của mấy con khỉ, nhiều khi nó thấy con mèo nó kéo bầy lại, nó kéo con dẻ, nó phá con dẻ. Rồi gỗ xui xui nó bắt tóc con dẻ luôn. Là con dẻ sẽ biến thành mèo rừng. Mà chưa chắc gì con dẻ sống được với cái bầy này đâu. Con khỉ nó gặp mèo nó quậy phá mèo dữ lắm. Tôi từng thấy trên mạng rồi. Nó thấy mèo con nó nắm, nó kéo, nó lôi lận mèo con ngẫm luôn. Còn mèo lớn không biết sao. Nó có mấy con nhát nhát dạ nó túi trên cây nó nhìn xuống đâu dám chạy xuống đâu. Mấy con nó giật đồ người ta đó nha. Ê đừng có giật camera tao nha mày. Mấy thằng con quỷ. Mấy con khỉ. Nó giật đồ á. Nếu lần sau có ghé sẽ mua thiệt là nhiều quầy chuối tụi nó ăn, mà kỳ này đâu có nghỉ đi gần U Minh Thượng này đâu, vậy đâu có đi chuẩn bị cái gì. Mình bước lên xe nó mới chạy xuống nó dòm kỹ mình. Ai chạy xe ngang chỗ này đừng chạy nhanh quá nha, nãy thấy con bị chột con mắt nữa. Có nhiều con nó già lãng tai đâu có phản xạ được đâu. Nãy có hai đứa nhỏ chạy xe ngang xem cán chung khỉ. Mà hình như nồi dẻ đại tướng quân nó sợ khỉ hay sao. Thấy mấy khỉ đi qua lại nó không dám gần. Hay là đông khỉ quá bị ác vía ta. Rồi có chị này thấy nồi dẻ thích quá trời theo nựng hoài nè. Rồi hỏi nhiêu tuổi sao mặt mày chạy chỗ hết trơn vậy. Tuổi hơn á. Rồi con dẻ nó nhẹ nhàng ngồi xuống hạ cái miệng cạp lên tay người ta. Mà chị không phản ứng gì trơn còn vuốt nó thêm nữa. Thấy chị này khó hù quá quê nghỉ cạp luôn. Khùng. Đúng rồi. Coi chừng nó cắn rồi cũng rồi. Cái con này nó cũng nó khùng khùng á. Và chế là một bôi hình thân mặt chứ dẻ mà nó hung người ta thiệt luôn á trời. Con dẻ này ghê quá. Khi nghe tiếng hát của thằng Phương vang vọng ở tại gần U Minh, thế là mua đồ ủng hộ fan của mình. Em bé này coi khay thúi nằm trên võng nó coi từ đầu tới cuối video.
mà mình ngồi cái bên là nó biết mình đó bà con. Nó coi video cái đưa cho mẹ, đưa cho ông ngoại coi, cái nó nhìn nhìn chỗ giống dữ lắm, giống lắm. Hỏi hoài không biết phải không, cái tôi xác nhận ở đây kênh Khách Thúi nè, là chụp hình cho vui, mắc cỡ không dám chụp. Thế là muốn ủng hộ vài cái nón cho dễ ăn cái luôn. Mà sao cứ mở kênh Khách Thúi coi hoài mà toàn kiếm video nào có mặt của ông Phương không, mà chắc xác định đây có đúng là kênh của Khách Thúi hay là không. Sợ người giống người, tại tôi đâu có xô mặt toàn là Phương xô không à. Coi Khách Thúi nữa chừng cái mẹ kêu ra chừng khỉ nó phá đồ, cái tôi lại gần hỏi nó phá nhiều đồ chưa? Nhiều lắm rồi đó hả? Ôi ơi. Trời ơi. Còn quýnh người ta nữa, giật đồ còn. Cái nó chạy. Kỳ trời. Quá trời quá đất rồi, trời ơi, nó bu lên cầu kìa. Ông nội ơi. Nó có quýnh mình không chị? Nó chứ có nhiều con đầu đàn nó hung dữ lắm nha. Nó tôi cho con nhỏ ăn, con bự nó chạy lên nó giành, tôi đuổi nó đi, nó còn khè nó chửi tôi nữa đó. Và cậu bé này đã xác nhận đây là chủ kênh hay sao, tới gần chụp hình. Ta ngưỡng mộ giọng hát của mày. Và đây là lần đầu tiên Phương được chụp hình với fan Khế Thúi. Tên gì vậy? Cái gì? Minh Long. Minh Long hả? Để nó đầy canh kìa. Nó nọ nọ còn dễ dòm kìa. Mày láo hả mày? Ờ nó thấy mèo nó kiếm chuyện đó con, mày thấy nó chùm chùm lên dễ không? Nó liếc dễ kìa, chửi kìa. Mày lại đây mày tới công chuyện đó. Mày tới công chuyện đó mày chửi đi. Mày chửi đi. Ê con nào cũng chửi dễ hết đó mày. Thôi phương mày ngồi kế dễ, ngồi kế dễ. Nó nhịn dễ quá trời kìa. Tào lao nha, tụi mày tào lao hơi. Cái lũ khỉ đâu biết dễ, con cháu của võ sư. Lớ quá ăn cái đồ lông dép, hỏi sao nước biển lại mặn. Cái con quỷ này nó cứ sớ gớ. Hình như muốn bắt cóc con dẻ hay sao. Trời ơi con dẻ bị cái tụi này bắt cóc chứ biến thành mèo gừng quá. Nó mày thấy cái đồ lông dép Phương để đây không? Con nào láo láo ăn nguyên cái đồ lông dép coi như là xui nguyên ngày nha. Rồi cái con quỷ này nó sớ gớ không được. Rồi nó phóng lên cái cây, nó leo truyền cành tuốt cái cây nhỏ xíu nữa. Cái con quỷ đó nó ghê lắm á. Rồi nó lấy tay nó bẻ cái cây biết làm gì. Ôi trời trời, bẻ cây kìa. Lê quá trời. Tôi thấy cái con nào mà cái đầu của nó nhô cao cao là nó càng quậy càng khôn, mà hai con này nó còn đỡ nha, nó biết leo lên xa xa mình. Có một con quỷ ở gần sát gạt, hay con quỷ này nè. Nó không có sợ người, không sợ mèo, muốn bắt cóc dẻ đó. Ừ. Cái cầm tay của nó bự hơn. Ê con nó mất dạy gì? Trời đất ơi. Ê trời. Hai giờ dạy tiếp xuống. Ê mày ơi, nó súng súng nó dòm con dẻ quá kìa. Mày bự hơn tao không? Nó có thằng bận áo đen đó, mày muốn đụng nó con dẻ mày bước qua sát thằng áo đen nha. Nha. Nó mà mày. Trời trời, nó chửi người ta kìa mày ơi, nó lấy cái mỏ nó chửi trời. Trời. Dại quá trời à. Có xuống nước rồi nãy giờ ha. Nó kéo bài lấy quýnh mày chứ tới công chuyện à. Nó thù á, thù dai á. Hàng chi thấy lạ, sao bước vô đây không thấy người ta bày đồ ăn nước uống ra mà cất vô trong. Thì ra mấy con quỷ này nó giật đồ ăn nước uống của người ta. Đồ xài nó không có phá. Nhiều khi thấy người ta cầm điện thoại tưởng ăn giật luôn á. Có con khỉ đầu đàn tới gần cứ chọc hù cho con dẻ chạy hoài. Chứ con này chuyên gia hù cháu hù mèo. Mà mày gặp nhầm thánh ngồi ghế thánh đi phượt rồi. Đâu có dễ hù gì hả Tôn Ngộ Không. Nó tưởng đâu chửi vậy con mèo sợ. Ai dè cái bên thằng trợ lý là thánh chửi. Mỏi miệng quá tưởng đâu bỏ trốn. Ai dè núp lên trên chửi tiếp. Trời ơi con đầu đàn nó lẽ dễ sợ ha. Thấy khách du lịch cầm đồ ăn cái chạy tới gần. Xạo xạo đứng sát gạt người ta luôn kìa. Ta thấy đâu cũng có mặt của nó chụp hết trơn. Thì là cái con quỷ muốn bắt con dẻ là con đầu đàn. Ở dưới không được nổi bận, nó phóng lên xe của ba tôi cho người ta chú ý tới nó. Yêu nghiệp chưa. Rồi con quỷ bên này nhắm ngay cái đầu của tôi với vẻ bẻ cây, gặp mấy mèo nhát thì giật mình với nơi. Ê, không có bẻ cây quýnh người ta nghe. Mày trúng tao một cái là mày mệt nghe. Ê. Tôi cảm thấy ở đây an nguy của con vẻ bị đe dọa quá, thôi đi ra sớm. Đây là những con khỉ đứng trên cầu. Hồn qua mai. Sống lại rất là nhiều. Đây. Mỗi người đội một cái nón. Con vẻ nó thấy khỉ nó sùng lắm rồi mà đông quá nó không làm gì được. Đành căm nín luôn. Cái tụi này thấy con mèo muốn nhào để phá nha. Nó thẻ nó chửi dễ quá trời chửi luôn. Trời ơi là trời.